làm thế nào đó khoảng cách những vị trí như thế này thật khó khăn và quá nguy hiểm. Ngay cả những không gian nội thất dùng thước đo cũng hề đơn giản. Hãy xem anh ấy thật là vất vả quá. Ôi sao sử dụng thước dây lại khó như thế, vừa tốn thời gian mà chưa chắc kết quả đã chính xác. Làm thế nào đây? Giới thiệu với các bạn thước đo laser SDB, giúp cho việc đo đạc của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Thước đo laser SDB, bạn có thể dễ dàng đo đạc ở những vị trí đơn giản. Những vị trí nội thất, bạn có thể đo diện tích, đo thể tích và khoảng cách của hai điểm trên một bức tường. Bạn chỉ cần bấm nút đơn giản, sau đó sẽ hiển thị lên. Rất đơn giản, thước đo laser SDB sẽ đâu không thể thiếu cho công việc của bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay để sở hữu thước đo laser SDB. Thước đo laser SDB sản phẩm thông minh, chinh phục khoảng cách.